Xin chào các bạn nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ. Nhìn ảnh bìa, các bạn có biết hôm nay chúng mình sẽ vẽ gì không? Đó chính là vẽ cây xanh. Vì cô thấy trong các bức tranh của các bạn nhỏ thường hay xuất hiện những cây xanh nè, nên hôm nay chúng mình hãy cùng học vẽ cây xanh để những bức tranh sau này có thêm những cây xanh thật là đẹp nha. Chúng mình cần chuẩn bị bút chì màu và giấy vẽ. Để vẽ được cây xanh thì chúng ta cần vẽ những phần nào? Đầu tiên là phần thân cây, bao gồm phần thân lớn và các nhánh nhỏ. Tiếp đến là phần tán lá. Phần tán lá thì bao quanh từ giữa thân cây đến ngọn cây. Và bây giờ các bạn hãy cùng quan sát cô vẽ nha. Đầu tiên cô sẽ vẽ một nét gợn sóng ngang ở phía dưới để làm mặt đất, một nét xiên phải và một nét xiên trái để tạo thành thân cây. Các bạn lưu ý thân cây thì phải gắn liền với mặt đất nha. Tiếp đến cô sẽ vẽ những nét cong nối tiếp nhau để tạo thành tán lá. Và hai nét xiên ngắn để tạo thành nhánh cây. Và tương tự như vậy, cô vẽ tiếp một tán lá nhỏ. Vậy là cô đã vẽ được cây xanh rồi nè. Cô sẽ thêm vào những chi tiết khác cho bức tranh thêm sinh động hơn. Cô thêm vào mặt trời bằng một nét cong tròn và những tia nắng. Không thể thiếu những đám mây nhỏ. Và những chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Dưới mặt đất của cô thì có vài đám cỏ nhỏ. Bây giờ cô sẽ dùng màu nâu để tô thân cây. Các bạn ơi, mình hãy lưu ý rằng khi tô cho thật đều và kín. Tô cả nhánh cây nữa. Chúng mình sẽ dùng màu xanh lá cây để tô cho tán lá nhé. Và cũng hãy nhớ là tô thật là đều màu và thật kín, không chừa khoảng trống nào cả các bạn nhé. À, và các bạn hãy cẩn thận đừng tô lem ra phía ngoài nha. Cô tô tiếp tục hai tán lá nhỏ. Dùng màu vàng để tô ông mặt trời. Màu xanh da trời cho những đám mây còn lại. Cô dùng màu cam để tô cho mặt đất ở phía dưới. Như vậy là chúng mình đã vẽ được bức tranh cây xanh rồi nè. Các bạn có thể vẽ theo cô hoặc vẽ sáng tạo theo ý thích để tạo nên những bức tranh cây xanh thật là đẹp nha. Còn bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.